Dạ. Dạ thưa bà. Chuyện gì vậy Mấn? Đi ra đây. Có chuyện gì vậy bà? Nè, hôm nay bà mất vàng mất tiền ở trong phòng của bà. Đứa nào vào trong phòng ăn cắp tiền ăn cắp vàng của bà nói. Dạ. Tôi nói thiệt nha, từ khi mà nó về đây làm dâu á, tôi cứ nghĩ là sẽ có một đứa con dâu ngoan ngoãn, hiền lành và có giáo dục. Nhưng mà tất cả những điều đó tôi lầm rồi. Chị ơi, con là nhà tôi nó đã gây ra chuyện gì mà chị nói vậy vậy chị? Chuyện tày đình chứ chuyện gì? Nó ăn cắp đồ trong phòng tôi kìa, tiền vàng kìa, làm của riêng cho nó kìa kìa. Hả? Chị ơi, chị có hiểu làm gì con nhỏ không chị? Chị hiểu lầm, chứ con của tôi nuôi tôi biết mà. Từ nhỏ tới giờ nó không tham lam gì của ai đâu chị. Đất ơi, chị nói vậy là tôi vu oan cho nó hay sao? Rõ ràng luôn, chứng cứ rành rành ra, chị mà cũng chối được. Bởi vậy, thứ dân đen á, chàng rồi mà đụng chuyện cái là chối à. Mà khóc nữa, chị khóc cái gì? Tôi nói vậy quan lắm hay sao? Tôi nói thiệt nghe, vừa vừa phải phải thôi nghe. Riết rồi cũng ra cứ gì hết trơn à. À, hay là chị đó, chị cố tình á, xúi nó về đây nè, ăn cắp đồ, xong rồi mang về cho chị để chị xài đúng không? Trời ơi chị ơi, chị đừng có nói vậy. Tôi đâu có dám chị đâu chị. Ăn ngon mặc đẹp, có thể là muốn gì đâu mà đi ăn cắp ăn trộm. Ai làm ăn của cả nhà, lo bà xa,
với da đen mà tưởng chuyện hay là khóc chứ lắm, rồi chối chứ quanh cho vẫn vậy à. Trời ơi, vậy để làm dâu sung sướng quá, ăn sung mặc sướng quá mà. Vậy mà cũng dở cái trò ăn cắp ăn trộm ra đây được hay ghê vậy nè. Đừng như vậy, người đời có một câu, mình cũng sẽ đạo tặng. Từ trước tới giờ, có bao giờ được gì cái chàng sinh quý bảo cái đâu, nhà nghèo quá mà. Thì đó, người ta nói à, nuôi ông tay áo, nuôi thế giờ nghèo. Cái gia đình này á vô phúc, bởi vậy á có con dâu mất dạy vô giáo dục như vậy đó. Từ ngày người ta về làm dâu nhà mình tới giờ, nhà mình xảy ra đủ cái chuyện hết. Ngày mai không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Chị nè, chị làm ơn chị đưa con chị về dạy lại giùm tôi cái. Chứ bây giờ tôi hết sức rồi đó, tôi hết chịu nổi rồi. Chị ơi, tại vì tôi biết vậy cô. Để tôi nghe lại cái chuyện tài mình lầm lỗi. Còn chị đồng lòng chị làm gì? Chị làm gì vậy? Chị là tôi là lần này. Bây giờ chị xin chị. Thà thà nó cũng lại như vậy nữa rồi sao? Chị ơi chị, chị xin chị đi bằng. Đây. Đâu đâu đâu, cho tao coi coi. Nè. Wow. Mấy con cua này nè, mà có chị lại ở đây làm cua rang muối là ngon hết sảy luôn. Ê, tao làm cũng ngon như mày. Mày làm cũng ngon, mà ngon như cua luộc á. Ê, bây giờ tao tổ chức cuộc thi. Cuộc thi gian dạ. Tụi mày dám không? Ai mà thắng, tao cho hết cua luôn. À, cái này được nha. Nó bắt được nhiều cua lắm đó. Chơi luôn sợ gì. Nó tới rồi đó. Thằng nào đi nha. Đi đó. Đi đi. Đi tiếp. Cua to lắm nè. Mày vàng không? Vậy hả? Đó, đưa đây chị coi coi. Dạ. Đứa này. Cho mà ướt nè. Xấu xa đồng ác. Cho mà ướt nè. Một phụ thủy. Một phụ thủy đồng ác xấu xa. Xấu xa. Tụi mày ai phụ thủy vậy hả? Tụi mày dám nói ai là phụ thủy hả? Nói lại coi. Tụi mày muốn gì? Trời mày. Ê, tụi quỷ nhỏ kìa, đứng lại. Coi chừng tao đó. Đứng lại. Trời ơi. Thì ra là mày. Ê thằng kia, mày cầm đầu tụi nó phải không? Ủa? Mày muốn chết hả? Chủ chị, nãy giờ tôi ngồi ở đây mà. Nhìn kỹ nha, ngồi ở đây, không có xuống dưới, không có tạt nước, không có làm gì hết, sao nói tôi cầm đầu? Không mày thì ai nữa, bây giờ mày muốn cái gì? Mày muốn chết với tao không? Xuống đây, chị xuống đây rồi bắt tôi. Tụi mày hỏi chứ. Xấu xa. Tụi mày phải chừng tao đó. Xuống đây. Ê, cô đâu mày? Cho tụi mày hết đó. Nè, ông làm cái gì mà sao ông ở trong nhà? Cứ ra ngoài này uống trà hoài vậy? Ra ngoài này cho nó khuây khỏa. Chứ ở trong nhà thấy bà với con Tuyết á bày trò ám hại người ta, tôi chịu không có nổi. Trời đất ơi, ông nói gì kỳ cục vậy hả? Tôi ám hại ai? Tôi nói thiệt nha, tôi làm tất cả những điều đó là để muốn dạy dỗ cho nó biết điều hơn thôi à. Tôi không thể nào tôi chịu nổi cái cách dạy dỗ đòn roi của bà được. Tại sao? Con Lai mày đâu rồi? Mày ra đây cho tao biểu coi. Con Lai. Con Lai đâu rồi? Tức quá mà. Lai. Con. Sao vậy? Có chuyện gì? Con bị sao vậy hả? Chuyện này con kể với má sao? Để con ra xử tội nó cái đã. Nhưng mà chờ chút nè. Trời đất ơi, cái gì vậy? Mày, con gái nhà mày là cái con mất dạy. Ai cũng mất dạy giống như nhau hết trơn á. Gia đình mày muốn cái gì? Hả? Chị làm cái gì vậy? Tự nhiên cái đánh tôi là sao? Mà tôi có làm gì đi chăng nữa thì dì cũng nói tôi được rồi. Tại sao dì xúc phạm tới má tôi hả? Nhà má mày á, đúng là cái đồ không biết dạy con. Bây giờ sao? Hả? Để cho nó đi phá lạc phá xóm vậy đó hả? Dì nói cái gì vậy? Ai phá gì ở đây? Thì thằng Đức, em trai của mày đó. Dám á hả? Xui mấy đứa trẻ con. Trời hả? Rồi hất xình lên người tao vậy nè. Mày coi tao được không? Có phải hả? Mày về mày xúi tụi nó để mà chửi tao như vậy, để mà hại dục tao phải không?
gì? Mấy hôm nay Đại không có gì nha, làm sao gặp được bà nói? Nó lén về sao anh biết được? Mà sao anh cứ minh chậm chậm nó hoài vậy? Tôi không binh ai hết, tôi chỉ nói phải trái thôi. Nếu như cô không làm gì đứa con nít, tại sao nó không chọn người khác mà chọn cô? Anh nói vậy đó hả? Mẹ khoan con, sao vậy, có chuyện gì nói má nghe coi. Má coi còn có được không? Thằng đực em của nó hả, hất xì lên người con, giờ người con dớ trơn rồi nè. Đã vậy nó còn chửi con là bộ phù thủy nữa. Cô là vợ, tại sao dám nói lại như vậy? Cô đừng có nghĩ là má tôi cực nhiều cô, rồi cô muốn làm gì làm. Nhà này có tôn ti trật tự. Nè, thôi đi con à. Đúng là thật, em cũng như con kỳ vậy đó, không dạy được mà sao mà trơ trẽn vậy không biết nữa. Được rồi con, chuyện này để cho má xử, con đi vô nhà nghỉ đi. Đi đi con. Dạ. Mình đi vô em. À, thấy má không có về. Gì vậy? À, làm gì mà thấy mặt con vui quá vậy? Hôm nay á. Nay làm sao? Con mới trả được thù cho chị hai con xong. Rốt cuộc là con làm cái gì vậy? Không, con không có làm. Con mượn tay người ta mà làm giùm. Làm cái gì? Con kêu mấy nhóc á chọc bà Tuyết, lấy sình bùng chọi vô người bả. Rồi hả? Kêu bả là đồ phù thủy nữa. Trời, bả tức quá chị tức. Bả đâu có làm được gì con đâu. Thôi nghe, mười mốt con không được làm vậy nữa nghe. Con mà làm như vậy á, khi về nhà cô ta còn tìm cách trả thù chị hai con nhiều hơn nữa. Tới chừng đó chị hai con còn khổ sở thêm đó, con biết không? Ừ, nhưng mà chứ ông lẽ cứ để chị ta hành hạ chị hai con hoài sao? Con phải làm vậy để đỡ tức chứ. Nếu mà con thương chị con á, đừng có bày trò chọc phá người ta nữa biết chưa? Má con nói phải đó, đừng có xuống mấy đứa nhỏ làm mấy cái chuyện đó nữa, chỉ khổ cho chị con thôi. Thiệt tình con không hiểu tía má luôn đó. Dạ, ông cứ ngồi đợi ở đây, để con xuống đằng sau khi cổ hai lên nè. Dạ, ông đợi con chút. Tía, sao tía ở đây? Ừ, tía mới qua. Dạ, dạ thưa tía mới qua. Em rót nước cho tía đi. Không cần đâu con. Con đi làm công việc của con đi. Tía nói chuyện với chồng con được rồi. Dạ, vậy thôi tía ở đây nha. Con xuống bếp con mần công chuyện. Dạ, mời tía uống nước. Không cần đâu con. Tía qua đây có chuyện gì không tía? Thật ra tía qua đây là để tìm ông. Dạ. Nhưng mà nếu không có ông ở nhà, năm nay làm ăn mùa màng thất bát quá, cho nên tía định... Tía ơi, nếu mà vì vụ thuế má thì tía cứ yên tâm đi. Tía cứ về mà đi làm đi. Khi nào có thì tía đóng cho cha con cũng được mà. Chào bà. Cái gì kỳ vậy? Thiệt, tôi sợ mấy người thiệt luôn á. Đúng là nông dân đã nghèo rồi, cái lúc mà đến đây á, mướn đất nhà người ta thì hứa dữ lắm. Sao bây giờ đến lúc thu hoạch rồi á, lại than là không đủ tiền nộp thuế làm sao trời. Giờ tụi tôi phải làm sao đây? Thôi mà má, cha vợ con có phải người xa lạ đâu. Thì sao? Người gì cũng vậy thôi à. Đã làm ăn thì phải sòng phẳng, đâu vô đó. Đóng thuế thì phải đóng đủ chứ, đâu có khất được. Dạ, chào ông. Chào anh Xui. Dạ, thưa cha mới về. Bà, làm ơn đi, im giùm tôi đi. Thằng Hai Chánh nói phải, mà anh ngồi. Dạ. Anh Xui à, cái chuyện thuế má đó, anh Xui là không phải bằng lòng. Còn sao đó, đóng ăn mình tham gia với nhau mà. Cảm ơn ông. Dạ, cô cảm ơn cha. Xin lỗi ông, tôi về. Đâu, anh đã tới đây rồi, phải ăn với gia đình tôi một bữa cơm chứ. Đúng rồi tía, tía ở lại ăn cơm với nhà con chưa chú. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ, xin hẹn gặp lại. Dạ, xin phép bà. Dạ. Xin phép ông. Dạ. Dạ. Ồ, tôi nói thiệt nha, bởi vì hai cho con hiền lành quá,
riết á là tụi này nó khất hoài cho ông coi, rồi sẽ không thu được một đồng xu thuế nào cho ông coi. Mà thôi đi, tôi đã nói với bà rồi, cái chuyện quan trường á, thuế má để tôi với hai chánh lo, sao bà cứ xen vô hoài vậy? Vậy rồi người ta đánh giá tôi sao? Thì thôi, từ đây trở đi tôi không xía vô nữa là được chứ gì. Ông về rồi đó hả? Ừ. Sao rồi ông? Sao rồi? Mọi việc xong xuôi hết rồi. Người ta có nói gì mình không? Rồi ông có gặp lại không? Có. Ông thấy nó sao ông? Nó giận mình. Có điều là nó hơi ốm bà. Rồi có gặp bà Biển không? Bà có nói gì không? Bà trách chuyện vợ chồng mình không chịu nộp thuế, nhưng mà ông Biển nhà hàng chánh thì khá thông cảm cho chuyện của gia đình mình. Vậy cũng đỡ. Tuy được ông Biện với hai chánh thông cảm cho chuyện gia đình mình, nhưng mà tôi thấy vẫn còn ái ngại lắm. Tôi sợ rồi còn lại bị bà Biện làm khó dễ. Chà, lâu gặp quá mà em cũng vẫn đẹp như xưa. Chuyện ngày xưa đã quá xưa rồi, không nhắc lại để làm gì. Nhưng mà đối với anh nó cũng giống như mới ngày hôm qua. Anh không thể nào quên được cái mùi da thịt của em, bờ môi của em, hơi thở dồn dập của em. Ông còn lắm. Ông đừng quên, tôi hiện bây giờ là con dâu của nhà Biện Tôn. Ông đừng có làm chuyện gì để mà thất lễ đó. Anh đừng quên, anh nhớ rõ lắm. Là dù sao mình cũng từng có một thời gian. Ông im đi. Nếu như muốn anh im thì em... Tôi nói lại một lần cuối, nếu như ông muốn kể chuyện kia cho mọi người biết thì ông đừng có trách tôi. Ông cứ thử nghĩ, nếu như chuyện đó lọt ra ngoài thì gia đình của ông sẽ yên ổn được hay sao? Và còn ông nữa, có thể ông sẽ rơi vào con đường tù tội và cũng có khi mất cả mạng. Không có nói gì đâu, anh chỉ nhắc chút xíu kỷ niệm của hai đứa mình vậy thôi mà. Không nhớ đó. Để đọc xem. Em cũng sẽ thuộc về anh. Lại. Dạ. Lại biểu. Nè, có phải là cô suối ba của cô đi qua đây gặp thằng Hai Chánh để xin nợ thuế đúng không? Dạ không có. Nếu không phải là chị
thì còn ai vô đây nữa. Chị chỉ đường cho cha của chị qua đây để mà xin xỏ chứ gì. Đừng có thấy má danh hay danh hiền mà làm tới nha. Tôi không hề biết gì về chuyện này nữa. Không phải chị thì còn ai nữa. Trước mặt má thì chị giả bộ hiền vậy đó, còn ở phía sau lưng như thế nào ai biết được. Nè, tôi cho cô biết nha. Cô đừng có nghĩ là cô được vô đây cô làm dâu rồi cô ỷ thế nha. Rồi cô dựa vào cái thế lực của nhà này nghe chưa. Từ cái lúc mà cô bước vô cái nhà này rồi, cái tụi dân đen nó càng ngày nó càng thiếu thuế của cái nhà này là sao chứ. Nếu như tôi biết được cô dính dáng tới chuyện này á, coi chừng tôi đó. Liệu không? Nè, ừ, mày canh cho đàng hoàng á, mày mà ngủ mất một cái là mày chết với ổng á. Nè nè, hả? Tao buồn ngủ quá à. Suốt ngày mày cứ ngủ hoài, canh không canh cứ ngủ hoài. Mấy bữa nay thức không mà có ngủ đâu mà. Tao có ý kiến vậy nè. Gì? Tao với mày ngủ xíu đi, tao không có biết đâu. Thôi, buồn ngủ vô ngủ mày. Anh Lâm. Ừ, tao đây. Anh đi đâu vậy anh Lâm? Tao đi bắt ăn trộm lúa. Anh trộm đâu? Cảm hả? Mày, hôm nay mày tiêu đời mày đàn con. Bây giờ xử mày sao mày? Tùy mày thôi. Nhỏ sinh nhật. Tụi mày làm cái giống gì vậy? Em xé nó ra. Trời ơi, em mừng cái gì mà nó ác nhận thật đức quá vậy? Ăn trộm nó là tội ăn trộm giặt thôi. Dạ. Con đó, mẹ nè, cha mẹ nó cũng dạy lớn lên cái gì đừng khó khăn khổ vậy chứ. Không làm vậy, ác nhận thật đức biết chưa? Anh tự cái cây đó. 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 Anh tự c
Nè, dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ nghe chưa? Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi. Dì ăn xong á, dì để chung một chỗ đi, rồi một lát tôi dọn. Tôi ăn sao kệ tôi chứ, cô mắc mớ gì mà nói. Nè, đừng có dở trò im im, rồi tối về mấy anh hay chánh nghe chưa. Trời, cái gì vậy? Có sao không má? Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Thấy chưa, con định giết chết má phải không? Có cái chỗ chuối nãy giờ mà con không dọn đi nữa. Cái gì? Cái này là mày đó hả? Dạ. Trời, mày định hại chết tao hay sao vậy hả? Dạ má ơi, không phải đâu. Tại vì hồi nãy... Hồi nãy cái gì? Tại bởi cái gì? Mày lúc nào cũng vậy á, một cái thứ độc ác mà. Má, có chuyện gì hả má? Còn chuyện gì nữa? Cái kìa, con ở ngoài giỡn yêu quý của con kìa kìa. Xem nó làm cái gì má? Em đã làm chuyện gì cho má buồn cái gì hả? Má ngồi đi má. Đừng tại nặng. Em bằng chuối rồi, em quăng dọn chuối để cho má chụp tên tớ. Có thấy chưa? Con thấy chưa? Con thấy nó ác chưa? Má, má có sao không má? Má có bị trầy gì không? Trời đất ơi, bây giờ con còn hỏi được câu đó nữa hả? Bây giờ á, hai đứa muốn má chết sớm á thì làm ơn. Cứ làm như vậy, đừng đi, rồi má sẽ chết. Để cho hai đứa tụi con á, muốn làm trời làm đất gì ở trong nhà này cũng được hết á. Ai ăn chuối con cùng lúc vậy? Em hay là Tuyết? Đâu phải em đâu. Mà thôi, bây giờ không phải là cái chuyện là trách ai ăn thì bỏ đó, mà là ai làm chuyện cẩu thả đi nha. Con tự biết cách giải quyết. Con chỉ mong má là sau này trước khi trách tội ai thì nên phán xét rõ ngọn ngành. Vợ của con, con tự biết ai tốt ai xấu. Nè, dạ mợ hai. Dạ mợ. Thiệt tình, cái cô Tiết này á kỳ cục hết sức à. Ăn chuối xong quăng tùm lum rồi đổ thừa cho mợ hai đó chứ. Sao mợ không nói rõ với bà với cậu, để cho bà với cậu vạch mặt cái con nhỏ ác độc đó. Thôi chị, cho tại kiếp trước tôi mắc nợ Tuyết, cho nên kiếp này phải trả thôi. Cảm ơn mọi người đã lo cho tôi. Trời đất ơi, tội bả rành rành ra đó mà sao mợ hai cứ dành về phía mình là sao vậy? Mợ hai à, ở đời nhịn quá là người ta leo lên đầu người ta ngồi. Mợ hai đúng rồi đó. Mợ hai, mợ ba là vợ lẽ mà làm sao lên mặt với mợ hai được chứ, đúng không? Đúng rồi đó. Nói nữa đi. Mày, ngon nói nữa đi. Tao mai mỏ tụi mày hết bây giờ đó, tin không? Còn chị nữa, chị suối tụi người ở nói xấu sau lưng tôi phải không? Tôi không có. Đúng là đồ độc ác mà. Không phải chị thì còn ai nữa? Tôi đã nói là không có mà. Sau này tôi mà còn thấy tụi nó nói xấu tôi nữa thì chị đừng có trách tôi.
sao tụi mày không lo làm việc đi? Thôi đi mừng đi. Chân tổ yến bưng lên cho tôi. Thầy kết. Đúng là cái thứ người làm biến mà. Trước mặt người á thì giả bộ siêng năng, còn sau lưng á thì trốn ra đây. Mà tới bây giờ cũng còn có người từ bi độ lượng với chồng của mình ha. Nuôi con quan của người ta mà cũng chịu được. Nè, vì không có chứng cứ, đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Tôi mà đã có chứng cứ thì cô đã bị đuổi ra khỏi cái nhà này từ lâu rồi, chứ không còn được đứng ở đây đâu. Nhưng mà tôi mà là cô, tôi nói thiệt nha, tôi nhảy sao tôi chết từ lâu rồi á, để tôi bảo vệ danh dự của gia đình nhà chồng, chứ không có còn sống như bây giờ đâu. Lại ơi Lại, Lại ơi Lại. Thím Út, có chuyện gì vậy? Chú Út mày bị bắt rồi. Sao lại bị bắt? Trời ơi Lại ơi Lại, ráng giúp cứu ông ra giùm thím đi con. Nếu ông mà có bệnh hệ gì á, chắc chết quá Lại ơi. Thím không sống nổi đâu. Thím bình tĩnh lại đi. Nhưng mà Lại à, dù gì con cũng là con dâu của nhà ông Biện Tôn. Mà ông Biện á là ông quan sẽ xử các vụ án. Con ráng đi, con nói với ông. Xin chị chú Út mày ra đi Lại. Ông không có gì á, má còn thím không có sống nổi đâu Lại ơi. Lại ơi, Lại đâu rồi? Thôi thím về đi, có gì con báo cho thím sau nha. Ráng giúp giùm thím đi nghe con. Thím về đi. Ráng giúp chú Út mày ra nghe Lại. Dạ, dạ. Nghe Lại. Dạ rồi. Lại ơi. Dạ. Lân hả? Dạ. Tôi đi tìm công việc đây. Hy vọng hôm nay tìm được việc để còn trang trải nữa. Dạ. Lân ở nhà nghe. Dạ. Ở chỗ cũ cũng hết việc rồi, mình cũng phải tìm chỗ mới để còn phụ giúp cho anh hai nữa. Leo xanh đây, leo xanh. Ủa, chưa xin được việc làm hả? Dạ, con bữa giờ cũng đi kiếm việc mà chưa có việc. Chú ơi, chỗ của chú có nhận người làm không? Chú nhận con đi chú. Có, nhưng mà việc này á hơi cực. Mà tiền á thì rất ít nghe. Làm không? Dạ, không sao đâu, con làm được mà. Vậy chú nhận con nha. Rồi, vậy thì đi theo tôi ra làm sao á, làm quen với mấy người kia đi. Dạ, cảm ơn chú. Đi. Chưa có đâu con, ngày mai đi. Dạ chị ơi, chị có cần người phụ việc không ạ? Không cần đâu cô, không có việc gì đâu cô ơi. Dạ. Thôi mua đâu, mua rau đi cô. Chị, thằng Út nhà chị có công ăn chuyện làm chưa? Dạ chưa đâu chị ơi, nó đi đâu người ta cũng chê. Chắc tại là nó công tử quá. Vậy thì may quá. Hồi nãy tôi mới đi ngang qua đồng á, nghe đâu nhà ông chủ Tân á ruộng thì mênh mông lúa, ít nhiều gì á thì cũng có việc cho thằng Út con nhà chị làm. Hai chị ơi, hai chị làm ơn chỉ giùm em đường ra ruộng được không? Chị có biết đường á thì chỉ cho chị đi. Chị ở cả cô đi thẳng rồi quẹo phải rồi đi lên chút nữa là tới thôi à. Dạ em cảm ơn hai chị nhiều nha. Không có gì. Thôi tôi đi nha. Thank you.
mấy đứa làm nhanh lên nghe chưa. Chị ơi, làm ơn cho hỏi ông hội đồng. Dạ. Ông hội đồng có ở đây không chị? Ông ở bển kìa. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào ông. Dạ, ông đây là ông hội đồng Tân phải không ạ? Cô là ai vậy? Dạ, tôi nghe nói là ông cần người, cho nên tôi đến xin ông cho tôi được gặp thuê ở đây được không? Nhìn cô chân yếu tay mềm, phong thái thanh tao, không có giống dân làm thuê làm mướn. Dạ không không, đúng là nhìn tôi như vậy thôi, chứ việc gì tôi cũng làm được hết á. Tôi đã từng đi gặp thuê cho người ta rồi. Ông thương tình, ông nhận tôi vô làm được không mà? Thôi được rồi. Dạ, cảm ơn ông hội đồng nhiều lắm. Vậy xin phép ông cho tôi được làm liền bây giờ được không ạ? Ừ, cô xuống làm đi. Dạ, cảm ơn ông. Nè nè, cô kia, cô đừng có làm nữa, cô lên đây. Dạ. Cô làm chậm như vậy, biết bao giờ mới xong? Dạ. Tôi còn biết bao nhiêu công vụ cần phải gặt nữa. Mà có thiệt á, là cô đã từng gặt lúa không? Dạ thiệt, tôi đã từng làm thiệt mà. Vậy cô làm được bao lâu? Dạ một ngày. Trời ơi trời. Dạ, tôi chỉ mới làm việc có một ngày thôi. Nhưng mà tôi hứa là tôi sẽ cố gắng, tôi quen việc nhanh. Rồi ạ, tôi sẽ làm tốt công việc mà. Ông hội đồng ơi, tôi xin ông đừng có đuổi tôi. Ông thương tình, ông đừng có đuổi tôi, tội nghiệp tôi lắm ông hội đồng. Công việc này đối với tôi quan trọng lắm. Tôi xin ông thương tôi chứ. Thôi được rồi, thấy cô á, thiệt thà siêng năng, nên tôi sẽ nhận cô vào làm. Nhưng cô nhớ là phải làm cho nhanh lên, không được chậm như hồi nãy nữa nghe chưa. Dạ dạ, tôi hứa mà. Tôi cảm ơn ông hội đồng. Rồi, cảm ơn ông hội đồng nhiều lắm. Nè. Dạ. Tôi nếu cô không biết gặt á, cô qua phụ mấy người kia bó lúa cho tôi. Dạ. Dạ, cảm ơn hội đồng. Lan, anh về rồi hả? Ừ. Anh vô rửa tay rửa mặt đi rồi ăn cơm cho nóng. À, đợi tôi chút nghe. Dạ. Ủa, tay Long bị gì vậy? Đưa tôi coi. Không sao mà. Trời đất ơi, sao bị như vậy hồi nào sao tôi không biết vậy? Dạ thì tại hồi sáng em nấu nước xong rồi không có cẩn thận cho nên bị phỏng đó mà, không sao đâu anh. Trời ơi, làm cái gì thì làm phải cẩn thận chứ. Đưa đây. Em không sao thiệt mà, anh đừng có lo, anh ăn cơm đi cho nóng. À, quên nữa, quên báo cho Long một tin vui này. Tôi đã xin được việc làm rồi, chuyên giác gạo ở ngoài chợ. Anh em ở ngoài đó thân thiện lắm, giúp đỡ nhiệt tình lắm. Với lại lương cũng kha khá, cho nên tôi có thể lo cho Long được rồi. Thôi, anh đừng có nghĩ cho em chi. Anh làm ra bao nhiêu á thì anh cứ cất đó, rồi biết đâu được mai mốt cần á thì có mà xài. Chứ em ở nhà suốt như vậy á, em tự tính toán chi tiêu được mà. Đó như vậy sao mà được. Đoan là con gái, phải để cho đàn ông như tôi đây gánh vác chứ. Chỉ cần á, mỗi ngày Đoan nấu cho tôi một bữa cơm ngon như vậy, như vậy là tôi vui rồi. Dạ em biết rồi. Mà còn anh á, làm cái gì thì làm cũng phải biết giữ gìn sức khỏe, không có làm việc quá sức nghe. Yên tâm đi, ăn cơm ăn hay. Cơm đi anh.
Sao vậy con? Dạ. Sao khuya rồi mà không đi ngủ đi? Mà coi bộ mặt con buồn vậy? Có chuyện gì vậy? Dạ, con không có gì đâu má. Chỉ là con đang tủi thân cho số phận của mình thôi. Trời đất ơi, cái gì mà tủi thân? Sao vậy con? Có chuyện gì hả? Kể cho má nghe coi. Chuyện buồn của con rất muốn giữ kín ở trong lòng. Nói ra lại mất công, lại đem buồn qua cho má. Nhưng mà cứ giữ ở trong lòng á, thì con chịu không có nổi. Là chuyện gì hả? Má có biết, từ hồi con lấy chồng tới bây giờ, anh Hà Chánh chưa một lần qua phòng của con. Lúc nào cũng để con một mình hết. Cái thằng này, có chuyện đó thiệt hả? Thần gái 12 bến nước, neo được bên trong, cứ tưởng sẽ được hạnh phúc. Nào ngờ đêm nào, cũng phòng không đối chiếc. Chắc con phải về lại nhà của mình thôi má. Con, trời ơi, việc đâu còn có đó mà. Cái chuyện vợ chồng á, rồi từ từ mình khuyên bảo nhau thôi. Bây giờ tự nhiên con buồn quá rồi con về nhà bên kia. Vậy làm sao được, rồi người ta lại dị nghị gia đình má nữa. Vậy chưa lấy chồng, mong có được chồng yêu thương và quan tâm. Có như không có, thì làm sao con không tủi thân được hả má? Thôi được rồi, bây giờ vậy nha. Để má xử chuyện này cho con, chờ má một chút. Chính à? Dạ. Đi lên đây biểu coi. Dạ. Dạ thưa bà kêu con. Mợ Hai đâu rồi? Dạ mợ Hai đang làm việc trong bếp. Đi xuống kêu mợ Hai lên đây, mau lên. Dạ.